Đợt vừa rồi thì rất là nhiều những quý vị khán giả mà bị ép không cũng đã vận dụng cái phương pháp sông thế tuy nhiên thì lại thành lạm dụng quá. Vậy thì không biết là phó giáo sư Bình có thể đưa ra một cái lưu ý về những cái về liều lượng sông hay là cũng như là cách để sông thế nào để cho hiệu quả nhất được không ạ? Cái phương pháp sông chúng ta về nó là một khái niệm rộng. Có thể sông hơi bằng mũi chỉ mũi không? Có sông toàn thân trong chợ này chúng tôi riêng cái quan điểm cá nhân của tôi trong chập bị sốt do virus này bị virus có thể sốt hoặc không sốt cũng thế thì chúng ta không nên dùng toàn sông toàn thân bởi một triệu chứng của sốt virus này chúng ta thấy là sốt lúc nóng lúc rét lúc nóng là thế nào tự nhiên bệnh nhân cảm thấy người rất nóng vã hôi ra một lúc sau tự nhiên rất rét đắp mấy chân vẫn cảm thấy rất rét đấy là triệu chứng rất điển hình của của virus cúm nói chung đấy. thế thì chúng tôi cho rằng là ấy, khi bệnh nhân mà dùng sông và toàn thân tức là dùng một nồi nước nóng và có các cái lá có chứa tinh dầu để mục đích của sông là gì làm giãn mạch máu ra bị hơi nóng này và tinh dầu này nó kích thích ra làm giãn mạch máu ra làm giãn các cái túi các cái ống tiết mồ hôi trên khi sông nó mồi vãi ra đầm đìa và nếu ở những người sốt mà thông thường do cảm lạnh, Nhạ? chúng tôi nói là sốt do cảm lạnh. Mà khi sốt cao cảm lạnh ấy, đó là mất cân bằng giữa sản nhiệt và thải nhiệt, thì dùng phương pháp sông là tuyệt vời, không cần các thuốc ức chế trung tâm điều nhiệt, điều nhiệt để mà hạ sốt, chỉ cần một giải pháp đó là làm giãn mạch máu ra, giãn các cái túi cái ống tiết của mồ hôi, mồ hôi nó vã ra mang nhiệt ra hạ sốt. Đấy. Thế thì trong chập sars cov 2 chúng ta sốt lúc nóng lúc rét. Và cái có thể là suốt kéo dài Không phải là một ngày Mà chúng ta dùng sông toàn thân Liên tục chúng ta đẩy mồ hôi ra Mất theo rất nhiều chất cơ thể của ta Đặc biệt là cái chất điện giải Đấy là một nguy cơ Đấy là một nguy cơ làm cơ thể càng suy sụp đi Chúng tôi hoàn toàn không ủng hộ Năng lượng cơ thể mất đi Chất điện giải mất đi Chúng tôi không ủng hộ cái quan điểm đó Chúng tôi có ủng hộ quan điểm gì? Dùng sông hơi mũi Rất nhẹ nhàng Chúng ta lấy một cái bát cho một chút tinh dầu một vài giọt tinh dầu hoặc là lấy một cái một lá cây ta vò một, một hơi nước ta lấy cái phễu dạt đặt lên mũi hít nhẹ nhàng hút vừa đủ tức là cảm thấy rằng là một lượng tinh dầu vừa đủ lượng tinh dầu nhiều quá mà hơi thơm quá ở sọc lên có thể gây tổn thương cái ni mạc trên làm lượng vừa đủ và hít kéo dài và nhiều lần thì đấy là một cái giải pháp mà nên dùng nhưng vẫn lưu ý rằng đối với sông được bằng đường mũi thì chúng ta trẻ em dưới 2 tuổi là rất thận trọng và một số cái dược liệu một số thảo dược không được phép là sống cho trẻ em đó là bạc hà đó là tràm khuynh diệp nó ức chế trung tâm hốp của chúng ta nếu sông liều lượng cao hoặc là dùng tới cái dầu gió mà có một loại thành phần là bôi mũi trẻ con các cháu bé có thể nó gây ngạt vì ức chế trung tâm trung khu hấp gây ngạt và rất nguy hiểm